Bạn yêu thích những sản phẩm công nghệ? Bạn quan tâm đến những thông tin khoa học lý thú? Đừng bỏ lỡ bản tin B-News được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube Công nghệ B-Channel. Lumia 640XL có thể chạy Windows RT mượt như máy tính. Samsung Galaxy S9 cũng sẽ có Animoji. Meizu 15 thiết kế xuất sắc, giá lại rẻ. Mặc dù liên tiếp thất bại, Microsoft đã lên kế hoạch loại bỏ các ứng dụng Win32 vào năm 2019. Nokia 7 Plus xuất hiện với chip Snapdragon 660. Windows Phone gần như đã kết thúc chuyến hành trình không quá dài cũng không quá ngắn của mình. Tuy nhiên, những bí ẩn về phần cứng của Windows Phone chưa bao giờ là câu chuyện hết đề tài khai thác. Mới đây, một tài khoản Twitter có tên là Impulsio đã bất ngờ đăng lên đoạn video thử nghiệm hệ điều hành Windows RT trên chiếc Lumia 640XL khiến nhiều người bất ngờ. Trong đoạn video, Lumia 640XL cho thấy khả năng tương thích ấn tượng giữa phần cứng như GPU với hệ điều hành Windows 8.1 RT vốn dành cho nhiều thiết bị dùng chip ARM. Hiệu năng của máy vẫn rất mượt mà, có thể xử lý hầu hết các tác vụ như xem video, duyệt web, thao tác điều hướng mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tuy nhiên, phần âm thanh phải chuyển qua kết nối Bluetooth do chip DAC trong máy không hỗ trợ. Lumia 640XL sử dụng chip Snapdragon 400 với nhân ARM, chế độ họa Adreno 305. Sự xuất hiện của Windows RT trên Windows Phone thực sự mang tới những chức năng cao cấp hơn cho một chiếc smartphone. Tất nhiên, Windows RT vẫn có một vài hạn chế riêng. Ví dụ như, chỉ có thể cài đặt các ứng dụng chạy từ Windows Store và độ tương thích nếu so sánh với Windows 10 Mobile. Hiện tại, những dự án cài đặt Windows RT trên Windows Phone mới chỉ dừng ở mức thử nghiệm và chưa có những chỉ dẫn cụ thể về cách cài đặt đặc biệt này. Tuy nhiên, các nhà phát triển hứa hẹn sẽ sớm công bố cách thức nâng cấp cho người dùng trong thời gian sắp tới. Tất nhiên, Samsung cũng cực kỳ nổi tiếng về việc mượn một số tính năng từ các đối thủ của mình. Và theo Phone Arena, thì mới đây, người ta đã phát hiện ra rằng Samsung đang tích cực phát triển một hệ thống quét khuôn mặt tương tự như Face ID và một tính năng tương tự như Animoji với tên gọi là 3D Ticker. Hệ thống quét khuôn mặt với tên gọi là Intelligent Scan đã từng được VN Review đề cập đến bằng cách kết hợp quét móng mắt và quét khuôn mặt với camera selfie. Samsung hy vọng sẽ tạo ra một cơ chế bảo mật tốt hơn nhiều so với trước đây, có thể hoạt động trong cả điều kiện trời tối và sáng. Intelligent Scan còn có thể mở khóa điện thoại ngay lập tức mà không cần người dùng phải thực hiện thao tác vuốt hay tương tự với điện thoại theo một cách nào đó tương tự như Face ID. Về tính năng 3D Sticker, cái tên đã giải thích quá rõ ràng rồi. Năm ngoái, Samsung cho phép người dùng gắn sticker lên các ảnh chụp thông qua các ứng dụng camera. Ứng dụng này sẽ tìm kiếm khuôn mặt của người dùng và đặt lên đó một hình ảnh hoặc họa thực tại tăng cường. Sticker này khá giống với tính năng Lens của Snapchat hay bộ lọc khuôn mặt của Instagram. Tuy nhiên, sticker của Samsung chỉ là những hình ảnh 2D mà thôi. Năm nay, Samsung sẽ nâng cấp những chiếc mặt nạ đáng yêu này lên 3D. Giờ thì nó giống như FaceRig, MSQRD và cả Animoji. Samsung Galaxy S9 và S9 Plus sẽ được giới thiệu tại sự kiện MWC 2018 vào ngày 25 tháng 2 tới đây. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang cho thấy những nỗ lực tích cực đáng ghi nhận khi liên tục làm mới mình với các dòng sản phẩm có thiết kế ngày càng đẹp hơn và cải thiện những chức năng xuất sắc hơn, trong khi mức giá luôn rất thân thiện với nhiều đối tượng người dùng. Mới đầu tuần vừa rồi, Meizu 15 Plus lộ những hình ảnh đầu tiên với thiết kế tràn viền cong màn hình cùng với tỷ lệ 18:9 tuyệt đẹp. Không chỉ như thế, máy còn được trang bị cụm camera kép với hệ thống đèn flash 10 bóng tương tự như trên Meizu Pro 6 Plus. Ngoài ra, máy cũng sẽ được trang bị chip xử lý Snapdragon 845 hoặc Exynos 8895, đều là những vi xử lý tốt nhất hiện nay trên Android Phone. Cùng với 15 Plus, thì Meizu được cho cũng tung ra một phiên bản nhỏ hơn, có lẽ là Meizu 15. Mới đây, những hình ảnh render được Phone Arena đăng tải cho thấy chiếc smartphone này từ Meizu cũng có được thiết kế tương tự như 15 Plus. Theo đó, ảnh dự này đưa tới người dùng hình ảnh về một chiếc Meizu 15 hết sức sang trọng với màu đen bóng bẩy, màn hình cảm ứng tràn các viền với các đường cong tương tự như Galaxy S8 của Samsung. Ở mặt sau, máy sở hữu cụm camera kép được sắp đặt theo chiều dọc và ngay dưới đó là khóa vân tay. Cặp đôi smartphone flagship từ Meizu được cho là sẽ giới thiệu vào tháng 2, ngay sau khi nhà sáng lập Jack Quân thổi nến chúc mừng sinh nhật đánh dấu 15 năm hoạt động trên thị trường của thương hiệu này kể từ năm 2013.
Kể từ khi ra mắt Windows 8, Microsoft đã cố gắng di dời người dùng đến một nền tảng được kiểm soát tốt hơn. Nhưng những nỗ lực như Windows RT và Windows 10S luôn gặp phải nhiều vấn đề do không được hỗ trợ nhiều từ Windows Store. Nhất là khi đem ra so sánh với 8 triệu ứng dụng Win32 luôn tràn lan và thường là miễn phí ở trên mạng. Tuy đã có nhiều nỗ lực đã thất bại, nhưng một lần nữa, theo thông tin từ trang Windows Central, Microsoft đã phát hành ra một phiên bản miễn phí của Windows được hỗ trợ bởi các ứng dụng UWP. Hệ điều hành Polaris sắp ra mắt của Microsoft sẽ xóa bỏ các thành phần thừa từ Windows 10 và loại bỏ Windows Shell và trình duyệt tập tin và thay vào đó bằng C Shell và một phiên bản UWP cho tất cả các ứng dụng. Dường như Polaris nằm vào những người chuyên làm việc trên các trình duyệt web, hệ điều hành mới dự kiến sẽ đem lại thời lượng pin tốt hơn, kèm theo bảo mật và hiệu suất cao hơn. Tuy nhiên, không giống như Windows 10S, người dùng Polaris sẽ bị mắc kẹt với hệ điều hành này mà không thể nâng cấp lên phiên bản Pro của Windows. Microsoft cũng đang cân nhắc việc đưa ra các ứng dụng Win32 thông qua một giải pháp dựa trên điện toán đám mây từ xa, song điều này nghe có vẻ không thuyết phục cho lắm. Trên thực tế, bằng việc hạ thấp Windows xuống thành một cỗ máy chạy UWP và X, người dùng thà chọn mua Chromebook còn hơn, vì khi đó họ sẽ được cài đặt Chrome và đó là chưa kể đến hàng loạt ứng dụng Android thông qua Google Play Store. Việc Microsoft muốn Windows trở nên dễ sử dụng hơn là điều hoàn toàn đúng đắn, song cách họ thực hiện thì còn rất nhiều vấn đề. Theo Neil Quinn, ở thời điểm hiện tại Nokia 7 vẫn chưa được phát hành ra thị trường toàn cầu, nhưng bản cải tiến của nó đã bắt đầu xuất hiện trên phép kiểm Geekbench, cho thấy máy sẽ được mang tên gọi là Nokia 7 Plus. Dữ liệu rò rỉ cho thấy Nokia 7 Plus sẽ được trang bị chip Snapdragon 660 nâng cấp từ Snapdragon 630 trên bản gốc mà SMD tung ra thị trường Trung Quốc cách đây vài tháng. Ngoài chipset, thông tin duy nhất về phần cứng trên Nokia 7 Plus được tiết lộ bởi Geekbench là RAM của máy sẽ đạt mức 4GB. Về phần mềm, phiên bản Android được cho là 8.0 Oreo. Được biết, Nokia 7 đi kèm tùy chọn RAM 4GB hoặc 6GB, do đó nâng cấp bộ nhớ không phải là trường hợp của Nokia 7 Plus. Nó có thể trang bị màn hình lớn hơn so với phiên bản tiêu chuẩn dựa vào tên gọi Plus. Được biết, ngoài Nokia 7 Plus thì SMD Global còn dự kiến sẽ ra mắt Nokia 9 và mở rộng sự sẵn có của Nokia 7 trong tháng 1 này. Tuy nhiên, có vẻ như điều này không xảy ra, thay vào đó là công ty sẽ chờ đến MWC 2018 diễn ra vào cuối tháng 2. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin BNews ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của BChannel. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.